Cảm ơn những tấm lòng yêu thương của quý vị nơi đây. Dạ. Cảm ơn. Thank you. Dạ. Và anh Tích ở đây là cái người đã như là một trong những founder đã nghĩ ra những cái ý kiến đó để giúp đỡ cho những người không được may mắn như mình. Dạ. Và thưa quý vị, thôi, không khí bắt đầu nó trùng trùng xuống lại, em không thích. Dạ, mình lên lại chứ. Lên lại không quý vị? Hả? Lên à? Em thích lên lắm. Dạ. Người ta nói rằng là biết không, đàn ông đó, người ta không có sợ khó, người ta không có sợ khổ, chỉ sợ khô. Đàn bà không sợ mệt, không sợ mỏi, chỉ sợ mềm. Cho nên mình phải lên. Và tiếng hát kế tiếp để đưa quý vị thăng hoa lên tận nơi xanh để thưởng thức cái gì gọi là âm nhạc. Một huyền thoại, một người chị rất tuyệt vời đối với Hoài Tâm. Bao nhiêu năm nay được quý vị yêu thương và Tâm chắc rằng là lâu lắm quý vị chưa có gặp lại chị. Giúp cho Hoài Tâm một tràng pháo tay thật lớn chào đón Như Quỳnh. Xin cảm ơn Hoài Tâm. Cảm ơn quý vị khán giả Minnesota. How are you? Quý vị khỏe chứ hả? Vâng. Rất vui được trở lại Minnesota để gặp tất cả mọi người và tất cả những bạn bè ở các vùng phụ cận cũng đến đây. Gửi lời chúc sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và công việc của quý vị đều được hanh thông nhé. Và để đáp lại sự ân tình, những tình cảm quý vị đã dành cho Như Quỳnh suốt bao nhiêu năm qua, hãy cho phép Như Quỳnh được thể hiện hai ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân và Huỳnh Anh. Bài hát được mang tên Yêu Một Mình và Rừng Lá Thay Chưa. Quý vị vỗ tay lớn cho Bolero được không ạ? Xin cảm ơn quý vị thật nhiều. Đường ngoại ô vách thưa đèn dầu thắp gió lùa vào từng đêm. Tuổi em cũng như hoa mới nở, vạn người thầm mong được đưa đón chân em. Xót xa anh còn trắng tay hoài, sách đèn nở chưa dứt nên lần đần chuẩn chuyên. Đôi ta đưa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách chờ mình em ơi. Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng, muốn ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi cầm I'm not afraid.
khắc hiu đợi gió giao mùa. Xuân xưa mình chung đôi vòng, xuân này mình ngóng trông nhau. Cuốn hút thương trời vô và ông nhớ thương bạc trắng. Quỳnh rất vui và cảm ơn sự yêu thương của quý vị đã dành cho Quỳnh biết bao nhiêu năm qua. Những tràng pháo tay, những ánh mắt, nụ cười của mọi người, đó là niềm hạnh phúc của Như Quỳnh. Và mong rằng Như Quỳnh sẽ còn đầy đủ sức khỏe để được diễn và được hát trên những sân khấu như thế này. Thì có lẽ là Như Quỳnh sẽ không bao giờ quên. Và một câu nói Như Quỳnh vẫn nói rằng, nếu có kiếp sau, Quỳnh cũng xin được làm một người ca sĩ để hát cho mọi người nghe. Xin cảm ơn sự thương yêu của mọi người rất nhiều. Không biết là trước khi hát cái ca khúc kế tiếp với một sáng tác mà chắc là Quỳnh khoan giới thiệu nhạc sĩ hát chay nha, cho Quỳnh hát chay. Tại vì có một vài quý vị yêu cầu như Quỳnh hát, nhưng mà cho phép như Quỳnh hát chay một đoạn thôi, rồi lần sau khi trở lại Minnesota như Quỳnh sẽ hát trọn vẹn ca khúc này. Một đêm anh mơ mình ríu rít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cau thề. Bàn tay anh đang dìu em bước trên cỏ khô đi trong hoang vắng chiều Tây Đô. Can you please cut down the reverb a little bit, please? Thank you. Như Quỳnh rất là mong được hát trọn vẹn ca khúc này, bởi vì bài hát này là một trong những bài Như Quỳnh cũng khá là yêu thương, bởi vì là dòng nhạc của nhạc sĩ Lam Phương nữa. Hy vọng trong lần tới Như Quỳnh sẽ hát cho quý vị. Và bây giờ để thay đổi không khí, và Như Quỳnh xin được phép nhảy một chút cho mọi người. Vẫn là hai ca khúc rất quen thuộc nha quý vị nha. Như Vạt Nắng của nhạc sĩ Trúc Hồ và Người Tình Mùa Đông với nhạc Việt của nhạc sĩ Anh Băng. Nghe nói
Thank you.
mùa đông. Trái tim em muôn đời lạnh lùng. Hỡi ơi trái tim mùa đông. Trái tim em muôn đời lạnh lùng. Hỡi ơi trái tim mùa đông. Trái tim em muôn đời lạnh lùng. Cảm ơn Loan và Đạt. Cảm ơn. I love you. Lần cảm ơn chị. Mình về lại, quý vị có đồng ý không? Dạ, sao vậy mới cho quý vị. Thank you, Tâm. Cảm ơn ban nhạc. You're the best. Thank you. Chị ơi, chị đứng đây đi. Cho em một phút thôi. Chị Như, chị đứng đây cho em một phút đi. Đứng lại đây đi. Đứng lại đây. Ôi, chị đứng đây mà. Dạ. Ngại quá. Tại em thấy quý vị vỗ tay, la quá. Thì em kêu chị em đứng lại đây cho quý vị ngắm kỹ thêm chút xíu nha. Tại chị em kỹ cũng còn single luôn. Tối nay là single mom chứ không single. Ô miễn sao single được rồi. Nè chị, người ta nói sao là gái một con trong mòn con mắt. Đúng không quý vị? Chị yên tâm, trong mắt em. Em nói thiệt, trong mắt em. Không phải trong mắt của quý vị. Trong mắt em chị Như. Chị là không điểm. Tiếng nói của em làm chị thở hổn hển. Sao tự nhiên giờ mấy bà chị em bả nhìn vậy? Sao bây giờ mấy bà chị bả nhìn em mà con mắt nó nhìn lạ quá ta. Chị, trong mắt em chị là không điểm. Không điểm. Tại sao lại không điểm? Không có điểm nào để chê. Thì ra là phải nhìn ta mà trong đôi mắt em. Anh là tất cả. Cho em xem. Thank you. Cảm ơn chị. Cảm ơn Tom, cảm ơn quý vị rất nhiều. I love you. Dạ, yeah. Em nói là trong mắt em chỉ không có điểm nào để chê. Hát hay, nhảy giỏi và cái gì cũng tuyệt vời cả. Chị lắc vậy anh chưa thấy chị nhảy sao? Ông muốn nhảy làm sao? Ông muốn như vậy cà tưng để tôi nhảy cho ông coi. Ông này ông khó quá à. Người ta ăn gái, ta bằng áo dài, người ta tha thước, người ta nhảy vậy thôi. Ông nói trời nhảy gì mà nhảy giỏi. Xàm. Không lẽ giờ người ta bằng áo dài, ta nhảy lên dơ tay, la giống vậy. Ai làm vậy ba? Đúng không? Ta bằng áo dài, ta lắc vậy thôi. Đúng không? Cha nội này phải không phải đàn ông quá. Không, em nói vậy thôi chứ thật sự ra em thấy trong mắt của em nha. Quý vị có ba cái quá đáng lắm. Ba cái quá đáng lắm. Cái đầu tiên là quý vị rất đáng yêu. Yeah. Cái thứ nhì là đáng quý. Yeah. Nay có nhiều chỗ đi chơi mà mình chọn tới đây để nộp tiền. Là thấy quý rồi. Cái thứ ba là quý vị đáng đời. Tôi nói đáng đời mà quý vị cười. Đáng đời là sống một đời sống rất đáng sống quý vị. Yeah. Làm thứ hai, thứ sáu, thứ bảy rồi cực khổ. Đó, chủ nhật. Lên đây coi ca nhạc, relax, giải trí, ngắm mấy người đẹp. Yeah. Tuổi này rồi giờ mình không có sợ gì nữa đúng không? Mình không có lo cái gì nữa. Chả lo gì, chỉ lo già. Rồi đây, mời quý vị ngắm thêm một người đẹp nữa, một người chị của em nữa. Mà nghe đâu đồn cũng single luôn. So tối nay, và yeah. Nãy giờ quý vị thấy có một mình em là đàn ông đứng ra đây thôi đó. Trừ năm cha nội sau lưng thôi. Dạ nãy quý vị thấy ngâm có một mình em thôi. Có một mình em đàn ông thôi. Còn để chủ yếu là những bông hoa đẹp cho quý vị ngắm. Một trong những bông hoa đẹp, một trong những tiếng hát rất dễ thương. Mà Tâm cũng chắc rằng lâu lắm rồi quý vị chưa gặp lại người đẹp này. Một tiếng hát nồng nàn dễ thương. Dạ một cái giọng khàn mà nó biết luôn hả?